Tám Sang xin chào tất cả quý cô bác, ông bà và anh chị em và các bạn trẻ. Hôm nay là ngày 22 tây tháng giêng năm 2024. Thì hôm nay Sang đi có chuyến công tác đi về hướng Long Thành. Thì chắc có lẽ quý vị khán giả cũng thắc mắc, đang ngồi trên xe cùng với lại Sang có một vị sư ngồi kế bên. Thì vị sư này chắc có lẽ cái quý vị khán giả cũng thấy lạ với Sang đúng không, mới gặp lần đầu đúng không. Thì đây là cũng là một cái cơ duyên Sang gặp sư, và ngày hôm nay Sang sẽ đi đưa sư về chùa Tam Phước chỗ sư chánh định, sau đó là sư có chuyến công tác đi đi về một cái trại cùi để mà chia sẻ những cái phần quà của sư đem đến cho những người kém may mắn có một chút ít cái phần quà Tết. Thì cũng xin giới thiệu với lại quý vị khán giả, sư đến từ ở Mỹ rồi về Việt Nam, mà cơ duyên Sang gặp sư là ở bên Ấn Độ. Rồi phần ở đây và Sang xin chia sẻ đến cho tất cả mọi người để giới thiệu về sư nha. Kính chào tất cả quý vị. Hôm nay là đang ngồi trên xe của đạo hữu Tam Sang. Thì cái duyên được gặp đạo hữu là ở bên Ấn Độ. Hôm nay được đạo hữu chở đi để làm cái việc đi phát quà cho mấy người bệnh cùi, phong cùi, trẻ phong cùi ở Bình Minh ở Long Thành. Tôi đó là pháp danh đó là Thích Quảng Hiền, ở Mỹ và có chùa làm ở bên Ấn Độ. Thì cái chùa ở bên Mỹ đó là cũng tên chùa Đậu Xanh, ở bên Ấn Độ cũng chùa Đậu Xanh. Cái hai căn chùa ở hai bên hai quốc gia khác nhau, thành ra tôi phải qua lại để mà lo chăm sóc cho cái chùa, cũng như cứ 6 tháng tôi phải ở bên Mỹ để lo cho chùa Đậu Xanh ở bên Mỹ, 6 tháng thì lo chùa ở bên Ấn Độ. Mấy tháng vừa rồi thì tôi đang ở bên Ấn Độ là tới tháng 9 cho tới tháng, bữa hôm nay là tháng 1 mới đi qua Việt Nam, là cái thời gian đó tôi ở bên Ấn Độ là mới gặp đạo hữu Tam Sang. Hôm nay thì đạo hữu mới chở tôi đi lên trại phong cùi để tí nữa phát quà cho các người cùi. Thì đến với lại Việt Nam lần này á, thì cái câu chuyện mà sư đến với Việt Nam lần này á rất là thú vị, và nó có cái sự nhiệm màu về cái con đường Phật pháp. Thì sau khi cái chuyến đi sư làm việc thiện, sư làm việc thiện ở ở chạy con cùi xong đó, rồi Sang sẽ đánh đổi rồi tâm sự với lại sư để cho quý vị cùng nghe cái câu chuyện mà ngày quay về Việt Nam để mà làm cái công tác từ thiện này, hết sức là vi diệu. Dựa trên cái câu chuyện này, Sang cũng mong muốn để mà phỏng vấn sư để mà chia sẻ đến cho mọi người để mình lắng nghe, để mà mình hiểu hiểu thêm về cái con đường Phật pháp, để mà mình đến với Phật pháp để đem được cái lợi lạc gì cho chính mình và cho chúng sanh. Và giống như nãy là sư cũng đã nói là sư có hai cái ngôi chùa lợi sanh, cái từ Đậu lợi Xanh, ở Đậu độ sanh, Xanh. chùa Đậu Xanh, một cái chùa là ở bên Mỹ, một cái chùa là ở bên Ấn Độ. Sang xin lỗi quý vị nha, tại vì Sang để cái máy nó trên xe nó không có dán gì, nó chạy tới chạy lui. Rồi thì tức là hai ngôi chùa này, thì Sang cũng lần đầu tiên gặp sư ở bên Ấn Độ. Nói chung là cái cơ duyên Sang gặp sư
là tại ngay sân bay Bogaya. Và từ đó người xem mới có lưu số của sư và để nhắn tin. Thì sư cũng nói là sư biết Sang, và Sang cũng là sư cũng không cho Sang biết là sư có một cái kênh YouTube là tên là Người thật việc thật huyền bí nhiệm màu. Người thật việc thật huyền bí nhiệm màu đó. Thì để chia sẻ những cái khoảnh khắc trong quá trình mà sư tu tập từ bên Mỹ qua tới Ấn Độ, đúng không? Thì kênh này cũng nói chung đó là để mà dựng lên những cái hình ảnh hồi đó câu chuyện của Đức Phật kể, mình dựng lại thành phim để cho quý vị xem, chia sẻ lại những cái Phật pháp, tại vì nhiều người họ thích xem được những cái hình ảnh giống như được dựng lại nó hay. Dạ. Thì đó, thì tí xíu nữa Sang sẽ cùng với sư sẽ quay trở lại khi đến ngay chùa Tam Phước gặp sư Chánh Định, thì hai vị sẽ trò chuyện như thế nào, rồi hành trình của Sang với sư ngày hôm nay đi như thế nào, Sang sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Nhưng đặc biệt là cái câu chuyện mà nãy Sang nói để mà phỏng vấn sư có những cái đặc biệt rất là hay, thì Sang sẽ chia sẻ ở những cái video khác. Rồi sẽ có nhiều vị sẽ thắc mắc, ủa vị sư này tôi mới gặp lần đầu đi chung với Sang, rồi cái áo y của ngài mặc ở sau nó khác cái áo y của người khác, nó không được lành lặn khách tới tay tôi đó, nhiều cái câu hỏi lắm. Nhưng mà Sang sẽ để cho mọi cái thắc mắc của quý vị ở những cái video sau, và sư sẽ giải thích và cho mọi người hiểu thêm về cái hành trình của sư như thế nào, và cái việc của sư tu tập ra sao ở những cái video sau nha. Bây giờ là Sang mời mọi người cùng đồng hành đi Sang đi với sư đến gặp sư Chánh Định tại chùa Tam Phước trước, sau đó là mình đi trao quà cho trẻ cùi nha cả nhà. Rồi đi thôi.